Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Phạm Thành Luân. Và trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng với nhau tập luyện ca khúc Sao Cũng Được. Đây là một sáng tác của Đông Thiên Đức với sự trình bày của Thành Đạt. Các bạn nhớ ghé kênh YouTube để ủng hộ Thành Đạt nhiều hơn trong thời gian tới nhé. Chúng ta sẽ tập luyện ở gam rê thứ. Trước khi video này bắt đầu thì các bạn đừng quên cho mình xin những lời đăng ký để ủng hộ mình và đón xem nhiều video tiếp theo trong thời gian tới của mình nhé. Nào, chúng ta sẽ cùng bắt đầu nào. Mình sẽ hát mẫu hai câu, sau đó chúng ta sẽ tập chi tiết nào. Chiếc tình đầu bàn giờ như phép nhiệm màu, cho đến khi em gặp người sau. Nắng nhẹ nhàng êm êm giấc ngủ dịu dàng, cho đến khi em gặp người khác. Rồi, nào chi tiết này. Chiếc tình đầu bàn sơ như phép nhiệm màu. Thì chiếc chúng ta luyến lên này, chữ phép luyến lên, còn các từ khác thì chúng ta hát thẳng thôi. Sau chữ nhiệm màu thì chúng ta lấy hơi nhá. Mình làm lại nào. Chiếc nhá, chiếc và đóng chữ cờ. Chiếc, chiếc à, đóng lên mũi nhá. Chiếc tình, tình cũng phải có chữ nhờ này. Chiếc tình đầu bàn sơ như phép, phép thì kết thúc ở chữ P. Phép cũng phải khép lên mũi. Phép nhiệm màu. Nhiệm thì chữ M ở cuối và chữ màu thì chúng ta có chữ U. Nhiệm màu, màu nhẹ thôi nhá. Sau đó chúng ta lấy hơi. Mình làm lại sau đó đi tiếp này. Chiếc tình đầu bàn sơ như phép nhiệm màu. Hơi. Cho đến khi em gặp người sau. Nhá. Cho, cho đến khi em gặp người sau. Chúng ta chú ý cái chữ người này là nốt son, son 2, khá là thấp đối với cả giọng là nam cao. Người sau thì chúng ta hát lúc này chúng ta chỉ cần giữ ít hơi thôi và thả lỏng cái cổ, thả lỏng cái miệng chúng ta ra. Người, người và luyến lên. Người sau, người sau nha. Cho đến khi em gặp người sau. Đó. Người, người sau, người sau nha. Rồi các bạn đi cùng mình cả câu này nào. Chiếc 2 1. Chiếc tình đầu bàn sơ như phép nhiệm màu. Hơi. Cho đến khi em gặp người sau. Tiếp tục nào, luyến này. Nắng nhẹ nhàng êm êm giấc ngủ dịu dàng. Nha. Nắng luyến lên. Nắng khép chữ ngờ. Nhẹ nhàng thôi nhé, hai câu này rất nhẹ nhàng. Nắng nhẹ nhàng êm êm giấc ngủ, ngủ luyến lên và chữ U hơi chu môi một chút thôi nha các bạn nha. Mình làm thì bao giờ cũng hơi quá lên cho các bạn hình dung thôi. Nắng nhẹ nhàng êm êm giấc ngủ dịu dàng. Nha, lấy hơi. Cho đến khi em gặp người khác. Người cũng thế. Người, người khác. Luyến chữ người lên. Người, người luyến lên, khác luyến lên. Người, người khác, khác. Nha, người thì có chữ y, y thì không lên mũi. Nhưng chữ khác thì có chữ cờ ở cuối từ thì chúng ta sẽ khép lên mũi thật là khéo léo nha. Nhưng mà trước khi khép thì chúng ta phải có chữ A. Khạc, khạc, chứ không phải là khạc, nó lên luôn nha. Cho đến khi em gặp người khác, khác. Rồi các bạn đi lại cùng mình nào. Nắng 2 1. Nắng nhẹ nhàng êm êm giấc ngủ dịu dàng. Cho đến khi em gặp người khác. Rồi tiếp tục nào. Giống câu đầu thôi. Nắng lạc đường đi theo cơn gió tầm thường. Bao đêm nhắc tên khiến ta tổn thương. Lại có rút son 2. Nắng luyến lên. Nắng lạc đường. Nắng luyến lên, lạc thì hơi đổ xuống một chút. Nắng lạc, lạc nha. Nắng lạc đường đi theo cơn gió tầm thường. Gió luyến lên, gió tầm. Tầm thì lại đổ xuống nhưng mà nhẹ thôi. Gió tầm thường. Thường thì khép,
M, tâm thì khác biệt M, còn thường thì khác chữ ngờ các bạn nha. Nắng lạc đường đi theo cơn gió tầm thường, rung thật nhanh, thường lấy hơi. Bao đêm nhắc tên khiến ta tổn thương, bao đêm nhắc tên khiến ta tổn luyến xuống, tổn thương, thương hơi luyến lên nhẹ nhàng. Bao đêm nhắc tên khiến ta, ta đổ xuống nhé, ta tổn thương, à chứ thương không luyến các bạn nhé. Bao đêm nhắc tên khiến ta tổn thương. Rồi các bạn đi lại của mình nào. Nắng hai một, nắng lạc đường đi theo cơn gió tầm thường. Bao đêm nhắc tên khiến ta tổn thương. Tiếp nào. Những thề nguyện trăm năm cứ hóa muộn phiền, buông bỏ đi cho lòng bình yên. Nha. Những luyến lên. Những thề hơi nhẹ, luyến xuống. Những thề nguyện trăm năm cứ hóa luyến lên. Hóa muộn phiền nha. Hóa muộn phiền. Khép chữ N và ngân rung một chút thật nhanh thôi. Sau đó lấy hơi. Buông bỏ đi, bỏ luyến lên. Buông bỏ đi cho lòng bình cho lòng luyến xuống. Lòng bình luyến lên. Lòng bình yên. Đó, nào các bạn làm lại của mình này. Những thề nguyện trăm năm cứ hóa muộn phiền, buông bỏ đi cho lòng bình yên. Rồi, và vừa rồi chúng ta đã xong khổ đầu tiên rồi. Chúng ta đi tiếp hai khổ điệp khúc nhá. Nào. Buông bỏ đi cho lòng bình yên. Vào. Thả yêu lấy. À, chú ý là gì? Khi chúng ta lên được khúc thì nó lại chạy một cái là từ thấp lên cao luôn, lên hẳn một quãng 8. Nên các bạn cần phải chuẩn bị làn hơi thật tốt nhá. Chữ lấy chúng ta mở và kết thúc chữ y. Lấy nha. Nào, chúng ta đi này. Yên. Thả yêu lấy một người bình thường, để đêm về thì thầm nhớ thương. Mặc cuộc đời này sao cũng đường. Rồi, làm lại nào. Tha cao luận. Tha yêu lấy. Lấy đổi về chữ y. Tha yêu lấy một người bình thường. Đó là cách hát to. Cách hát nhỏ sẽ là tha yêu lấy một người bình thường. Nhưng cái cách hai này nó sẽ phù hợp khi mà các bạn hát thu âm ấy. Thu âm thì hát cách hai sẽ rất là hay, tại vì mình sẽ còn có các cái kỹ thuật để xử lý nữa. Nhưng mà nếu mà hát live mà chúng ta hát như vậy thì sẽ rất là mệt, khá là mệt nhá. Thì các bạn cân đối là chọn một trong hai cách. Cách mà hát to thì sẽ phù hợp mà khi chúng ta đang hát live như thế này, và khi các bạn hát với mic ở ngoài ấy. Còn thu âm thì chúng ta dùng cách nhỏ sẽ hay hơn và kỹ thuật hơn rất nhiều nhá. Nào, cách 1 là hát to. Thả yêu lấy một người bình thường, để đêm về thì thầm nhớ thương. Nhớ thương hát nhỏ thôi. Cách 2. Thả yêu lấy một người bình thường, để đêm về thì thầm nhớ thương. Đó, các bạn cân đối nha. Mình sẽ dùng cách 2, à cách 1, cách hát to nha. Thả yêu lấy một người bình thường. Rồi, luyến nè. Thả yêu lấy. Luyến lên. Thả yêu lấy một người bình thường. Chữ thường luyến lên nhá. Thả yêu lấy một người bình thường, để đêm về thì thầm nhớ thương. Để đêm, để luyến lên. Đêm luyến xuống. Về thì thầm. Thầm luyến lên. Nhớ. Luyến lên. Thương. Không luyến nhá. Để đêm về thì thầm nhớ thương. Nhớ. Nhớ. À, chữ nhớ này là chúng ta luyến lên rồi đổ xuống. Nhớ. Nhớ thương. Các bạn nha, làm lại nè. Để đêm về thì thầm nhớ thương. Rồi, các bạn làm lại cùng mình câu này. Nào. Thả 2, 1. Thả yêu lấy một người bình thường, để đêm về thì thầm nhớ thương. À,
chúng ta một câu cũng có thể là một hơi luôn, không cần lấy hơi nhá. Mình làm lại cho các bạn này, một hơi này. Tha, nào. Tha, hai, một. Tha yêu lấy một người bình thường, để đêm về thì thầm nhớ thương. Rồi, mặc cuộc đời này sao cũng đường. Rồi, mặc cuộc đời, hát thẳng, mặc cuộc đời, đời rồi đổi về chữ Y nhé. Mặc cuộc đời này sao, sao luyến lên nha. Mặc cuộc đời này sao cũng, cũng. Chữ cũng này luyến lên và đổ xuống với hai cái điểm là chúng ta lấy hai nốt. Mặc cuộc đời này sao cũng được, cũng được, cũng được nha. Được. Rồi làm lại nào. Mặc, hai, một. Mặc cuộc đời này sao cũng được. Chữ cũng chúng ta phải khép chữ U và về chữ ngờ cũng thì nó mới rõ được từ các bạn nhé. Làm lại nào. Mặc cuộc đời này sao cũng được. Rồi, câu tiếp theo giống câu đầu tiên thôi. Chữ khứ chúng ta mở ngang nhé. Chúng ta không phải là có một cái khái niệm như này, mình vẫn hay nói là hở răng trên nhưng không phải là cười nhá, giống cười nhưng không phải là cười, tại vì bài này nó buồn mà ở quá khứ mà chúng ta cười lên thì trông nó cũng buồn cười lắm nha, nó không hợp lý như này. Đưa ở quá khứ và cả hiện tại, có nghĩa là nhe răng ra thôi nhưng mà kiểu khuôn mặt đau khổ, ánh mắt mình trùng xuống chứ không phải ánh mắt vui tươi các bạn nhá. Nào. Ở quá khứ và cả hiện tại, yêu thương nào không nhạt cũng phai. Rồi, nào, chữ khứ luyến lên. Ở quá khứ và cả hiện tại, tại, khứ luyến lên, tại, luyến lên. Yêu, yêu luyến lên, yêu thương, thương đổ xuống, yêu luyến lên, thương, à, thương đổ xuống. Yêu thương nào thẳng cùng nhạt cũng, cũng thì lên và xuống luôn, cũng, cũng phải nha. Làm lại các bạn nha, cả câu này. Ở quá khứ và cả hiện tại, yêu thương nào cùng nhạt cũng phải. Về chữ y, ngân dung và giảm lượng y nha. Một lần nữa mình làm chậm cho các bạn đi cùng nhá. Nào. Ơ, hai, một. Ở quá khứ và cả hiện tại, yêu thương nào cùng nhạt cũng phai. Rồi, chẳng ai ngồi cùng ai được hết đêm dài. Nha. Chẳng ai ngồi, chẳng ai ngồi bằng nhau. Chẳng ai ngồi cùng ai, chẳng ai ngồi cùng ai. Ai thì mình hay đổ xuống. Chẳng ai ngồi cùng ai, ai đổ xuống, ai được, ai, ai được. Hết luyến lên, nhưng chữ hết này là một chữ khá là khó hát, tại vì chữ E mà, và chúng ta là phải đóng ở cái chữ tờ nữa. Thì chúng ta chữ E này, E thật nhanh và chúng ta sẽ đóng ở chữ tờ, ngân lên ở cái mũi này thì nó sẽ dễ dàng hơn các bạn nhé. Đêm được, hết đêm, hết luyến lên, đêm, đêm đổ xuống, luyến xuống, dài nha các bạn nhé. Làm lại nào. Chẳng ai ngồi cùng ai được hết, hết đó, hết đêm, đêm đổ xuống, đêm say đó nha. Chỗ này hát mạnh lên, mạnh và hát chữ E thật nhanh và khép về chữ tờ. Chẳng, các bạn làm cùng mình này, hai, một. Chẳng ai ngồi cùng ai được hết đêm say. À, chữ dài lại một tí nào, chữ hết này. Hết, hết đêm say. Mở ngang ngang miệng một chút nha các bạn nha. Lần nữa nào, hai, một. Chẳng ai ngồi cùng ai được hết đêm dài. Rồi, tiếp tục nào. Nào, ai dối trá. Ai dối trá và ai thật lòng, chẳng quan trọng nửa rồi phải không. Ở câu ở đoạn đầu tiên thì chúng ta hát to, nhưng mà chữ phải không thì chúng ta kìm lại cái âm lượng nha. Kìm lại âm lượng thì sẽ có một cái sự tương phản. Luôn luôn ở các cái video mình vẫn hay nhắc như vậy. Thì câu hát chúng ta nghe nó sẽ tình cảm hơn và sẽ có, nó sẽ hay hơn nha. Nào, ai dối trá nào. Mở ngang. Chữ trá luyến lên nhá. Ai dối trá và ai thật lòng. Lòng luyến lên.
ai dối trá và ai thật lòng, chẳng quan trọng nữa rồi phải phải à, giống cái câu nhớ kìa, phải không, nhẹ thôi, nhỏ thôi. Ai dối trá và ai thật lòng, chẳng quan trọng nữa rồi phải không nha. Nơi nào còn bình yên thì cây sẽ mọc, nơi nào còn bình yên, nơi nào chứ phải nơi nào nha, nơi nào còn bình yên, yên luyến lên và đổ xuống kết thúc ở chữ N. Nơi nào còn bình yên thì cây sẽ mọc nha, sẽ mọc. Mình phân tích nhỏ nhỏ như vậy, các bạn cố gắng tập này. Sẽ nhà sẽ mọc, nhưng mà nhẹ nhàng. Nơi nào còn bình yên, yên, nơi nào còn bình yên thì cây sẽ mọc. Mọc thì chúng ta đổi về chữ O và chữ cấm mọc. Ngân nhá. Nào, nơi nào còn bình yên thì cây sẽ mọc. Rồi tiếp nào. Bốn cái câu điệp khúc này thì nó có cái mô típ giống nhau thôi nha. Nó cứ re mi fa re mi fa re mi fa mi re nha. Ngày nhắm mắt chờ đêm tùy tiện, đêm mưa về đổ đằng mái hiên. Nào, ngày nhắm mắt, mắt chúng ta luyến lên mắt và đóng chữ T, nhưng mà chúng ta phải đẩy mạnh để khép lên mũi chứ không thì nó sẽ bị oét đấy nha. Mắt mắt nha. Ngày nhắm mắt chờ đêm tùy tiện, tùy tiện, tiện luyến lên nha, mắt luyến lên, tiện luyến lên và đóng chữ N. Đêm luyến lên, đêm mưa, đêm luyến lên, mưa đổ xuống, mưa đúng là mưa là phải đổ xuống mà nha. Đêm mưa, lấy một tí, đêm mưa, mưa về, đêm mưa về nha, đêm mưa về đổ nắng mai mai hiên, mai hiên nha. Đêm mưa về, đêm mưa về đổ nắng mai hiên. Rung lên nha. Làm lại cùng mình nào. Ngày 2 1 ngày nhắm mắt chờ đêm tùy tiện, đêm mưa về đổ nắng mai hiên. Hỏi lòng người liệu có bình yên nha. Hỏi lòng người liệu có luyến lên. Hỏi lòng người hát thẳng, liệu có bình hơi lấy đủ xuống, bình yên, yên luyến lên, yên, chúng ta là y e thì ngân chữ e nhiều, yên, khép nó lại và đóng về chữ n, giảm âm lượng ngân dung nha. Hỏi lòng người liệu có bình yên. Đó, mình làm lại hai câu cuối cùng. Các bạn làm cùng mình nhé. Ngày 2 1 ngày nhắm mắt chờ đêm tùy tiện, đêm mưa về đổ nắng mai hiên. Hỏi lòng người liệu có bình yên. Rồi. Vừa rồi thì chúng ta đã cùng với nhau tập luyện xong ca khúc Sao Cũng Được. Các khúc này thì cũng khá là ngắn thôi, tại mấy cả cái mô típ nó cũng khá là dễ nhớ, dễ thuộc, nên là bài này nó mới hit, mới hot như vậy. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn. Và các bạn nhớ ghé kênh YouTube của Thành Đạt để ủng hộ bạn đấy. Và nhớ đăng ký, like, chia sẻ và comment những ca khúc các bạn yêu thích ở phía dưới video này để ủng hộ mình và đón xem nhiều video tiếp theo trong thời gian tới nữa của mình nhé.